Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, xem tử vi tháng 5 cho những người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 sẽ giúp cho quý vị biết rõ được vận hạn tổng quát của chính mình trong tháng 5 âm lịch sẽ như thế nào. Việc xem tử vi cho tuổi Ất Mùi trong tháng 5 là việc làm rất cần thiết giúp cho bạn có được những sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt đối với những biến cố xảy ra trong tháng 5. Nhờ đó, bạn sẽ nắm bắt được tất cả những điều tốt xấu về vận mệnh cũng như là về vận hạn tử vi trong tháng 5 âm lịch này. Xem tử vi cho tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong tháng 5 âm lịch cho thấy tháng 5 chính là thời điểm khá ổn định về tài chính của quý bạn. Tuy có những tháng cần phải suy nghĩ, lao tâm khổ tứ, mệt mỏi một chút, nhưng về tổng quan, mọi việc có thể được hóa giải một cách êm đềm. Sau đây chính là phần luận giải tử vi cho những người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong tháng 5 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác nên vô cùng được quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, sòng phẳng nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả về những chuyện nhỏ nhặt. Có thể nói, người tuổi Ất Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn hợp tác cùng với người khác. Vận mệnh của những người tuổi Ất Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu. Tử vi tháng 5 năm 2022 âm lịch của người tuổi Ất Mùi cho rằng đây là một tháng khá thuận lợi, mọi việc tiến triển suôn sẻ, hanh thông. Bản mệnh tạo được các mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Tháng này may mắn từ sự nghiệp sẽ giúp cho những người tuổi Ất Mùi trong công việc xác định được mục tiêu rõ ràng của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng biết phát huy sức mạnh của tập thể, sử dụng các kết nối để giải quyết công việc nên mọi khó khăn đều được tháo gỡ. Về cơ bản thì tình hình sức khỏe của những người tuổi Ất Mùi khá ổn định trong tháng này. Bạn không phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Trong tháng này bình lặng, mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra đối với các quý vị gia chủ tuổi Ất Mùi đã có gia đình, nhưng không ảnh hưởng nặng nề tới tổ ấm. Tuy nhiên, thời gian này cũng có thể sẽ xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn, dẫn đến những nỗi buồn, trăn trở, lo nghĩ của bản mệnh. Tháng này bạn có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của tuổi Ất Mùi. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp Bính dương hỏa nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các quý vị gia chủ tuổi Ất Mùi. Nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt thì tài lộc sẽ đến. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Với những người vẫn đang đi làm, trong tháng được quý nhân trợ giúp nên công việc trôi chảy, hứa hẹn đạt kết quả tốt. Theo đó, cơ hội thăng tiến vẫn rộng mở, rất đáng để kỳ vọng. Sự chăm chỉ, kinh nghiệm dày dặn và cống hiến lâu năm của mệnh chủ được lãnh đạo đánh giá cao. Có người còn có thể được thăng chức trong năm này. Dù vậy, bạn cũng cần phải luôn nỗ lực, chiến đấu hết mình để có nhiều cơ hội hơn, tránh bị tụt hậu hơn so với lớp trẻ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Ất Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng này cho thấy, phương diện tài chính có dấu hiệu tăng tiến nhẹ, nguồn lợi chủ yếu đến từ các khoản trợ cấp, người đã nghỉ hưu hoặc lương từ công việc chính với người vẫn đi làm. Do đó, vấn đề tiền bạc cũng không còn làm bạn khó khăn. Với những người vẫn còn hứng thú với việc đầu tư, có thể thử sức ở hạng mục liên quan đến bất động sản, xây dựng, nông sản. Việc đầu tư với quy mô nhỏ sẽ giúp bạn kiếm thêm lợi nhuận để tăng thêm thu nhập, cho dù có rủi ro cũng không đến mức quá suy sụp. Tuy nhiên, dù có đầu tư nhỏ, bạn cũng không nên mù quáng nghe theo những nguồn thông tin bên lề hoặc từ những người không đáng tin cậy, kẻo tiền bao nhiêu cũng hết. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, hợi,
Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng, bản mệnh không phải đối diện với vấn đề nào nguy hiểm, nhưng cũng không nên vì thế mà chủ quan. Cần thường xuyên rèn luyện thể lực để tăng cường sức đề kháng, điều chỉnh tâm lý, cân bằng trạng thái tinh thần để lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, lạc quan, nâng cao tuổi thọ. Những người vẫn nặng tâm với sự nghiệp, chỉ cần bạn biết cách chăm sóc cơ thể tốt, kết hợp với làm việc nghỉ ngơi, bạn sẽ không gặp phải nguy hiểm tiềm ẩn nào lớn. Các quý vị gia chủ tuổi Ất Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Ất Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần, các mối quan hệ gia đạo đều được duy trì ở mức ổn định, hài hòa. Đặc biệt nữ mệnh sẽ gặp may mắn trong tình cảm hơn so với nam mệnh. Nữ mệnh tháo vát, giỏi lo toan nên luôn có thể chu toàn cuộc sống, vừa chăm lo đủ đầy cho gia đình lại vừa không quên chăm sóc bản thân nên gia đạo vô cùng êm ấm. Người tuổi này nếu đang độc thân hoặc đơn thân cũng sẽ có một số cơ hội tình cảm với người khác phái trong năm. Tuy nhiên bản mệnh cần chủ động hơn nữa để nắm bắt được hạnh phúc. Trong những tháng mà vận khí đi xuống, tâm tính bản mệnh có thể trở nên khó chịu, nóng nảy. Nhưng nhìn chung, tinh thần cả năm thư thái, hòa hợp với con cái trong nhà, không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với người tuổi Ất Mùi trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 5 năm 2022, tức ngày 5 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 5 năm 2022, tức ngày 17 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Mùi trong tháng 5 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 5 năm 2022, tức ngày 10 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 5 năm 2022, tức ngày 22 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi 1955. Trong tháng năm âm lịch này, chắc hẳn quý vị cũng biết được là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.